Minh Phi xin kính chào quý vị. Chúng ta đang quay trở lại với phần 2 bản tin FPNC tối ngày 10 tháng 7. Xin mời quý vị cùng đến với những thông tin thế giới đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, mới đây người đứng đầu tập đoàn Samsung Jay Kwai đã từ chối ra tòa làm chứng trong phiên xét xử của cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vì cho rằng việc này có thể tác động xấu tới phiên điều trần tội danh tham nhũng của ông Lee sau này. Hiện tại ông Lee đang trải qua phiên xét xử với tội danh hối lộ, cáo buộc liên quan tới bê bối của cựu tổng thống Park. Lần xuất hiện vào ngày 10 tháng 7 sẽ đánh dấu lần chạm mặt đầu tiên của bà Park và ông Lee kể từ sau vụ bê bối được điều tra và hai người này bị tống giam. Ông Lee là người đứng đầu tập đoàn Samsung, là một trong những nhân vật kinh doanh có tầm cỡ nhất từng dính líu tới bê bối và bị truy tố, phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa chính phủ Hàn Quốc và các tập đoàn trong nước. Tuy nhiên, cả bà Park và ông Lee đều chối bỏ tội danh hối lộ. Nhưng loạt điều tra sau đó đã khiến cho bà Park phải từ chức tổng thống Hàn Quốc vào hồi tháng 3. Bà Park bị cáo buộc với tội danh tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Với hai tội danh này, bà Park có thể phải đối mặt với một án tù dài hạn. Ngoài ông Lee, hai giám đốc điều hành khác của Samsung cũng từ chối tham dự buổi làm chứng vào ngày 10 tháng 7. Tuy nhiên, bà Choi Soon-sil, bản thân của tổng thống Park, đồng thời là nhân vật trung tâm của bê bối lần này, đã tham dự một xét xử với tư cách là bị cáo. Mới đây, trong một cuộc họp báo tại Doha, chính phủ Qatar tuyên bố thành lập một ủy ban xem xét bồi thường thiệt hại do khủng hoảng vùng vịnh gây ra bởi bốn quốc gia Ả Rập. Khủng hoảng vùng vịnh xảy ra từ khi nhóm quốc gia Ả Rập mà dẫn đầu là Ả Rập Saudi tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar. Chính phủ Qatar cho biết nền kinh tế nước này đã chịu tổn thất lớn vì bị cô lập. Báo cáo của chính phủ Qatar cho thấy ngoài các tổn thất do phong tỏa kinh tế, du học sinh Qatar tại các nước vùng vịnh cũng đang bị đối xử bất công. Do vậy, việc thành lập ủy ban bồi thường thiệt hại là nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân v.v. chịu thiệt hại từ cuộc khủng hoảng này. Ủy ban sẽ áp dụng hai cơ chế khiếu nại trong nước và quốc tế, đồng thời thuê các công ty luật nước ngoài để giải quyết bồi thường thông qua các vụ kiện. Các thành viên của ủy ban bao gồm tổng chưởng lý Qatar và các quan chức của Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp. Ủy ban sẽ chấp nhận tất cả các đơn khiếu nại, sắp xếp và sau đó giải quyết theo luật pháp, cho dù các tòa án tuân theo luật địa phương hay thế giới. Nói về khủng hoảng vùng vịnh, hiện tại Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Ai Cập vẫn đang áp đặt lên các lệnh trừng phạt gay gắt hơn với Qatar, sau khi Qatar tuyên bố bác bỏ bản yêu sách 13 điểm của các nước kể trên. Các nước này cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố, còn phía Qatar thì cho rằng Qatar đang bị xử ép. Thưa quý vị, sắc đỏ tiếp tục bao trùm hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch đầu tuần. Áp lực bán trên hàng loạt cổ phiếu đã kéo VN-Index rơi hơn 9 điểm. Thị trường lao dốc mạnh ngay từ thời điểm đầu phiên, sắc đỏ áp đảo trên toàn sàn dưới áp lực bán mạnh là tại hàng loạt cổ phiếu. Thông tin về việc giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước vào cuối tuần trước cũng không thể giúp cho thị trường hồi phục trở lại. Nhóm cổ phiếu đầu cơ nếu như trước đó còn diễn biến tích cực thì trong phiên này cũng bị bán mạnh. Bước sang phiên chiều, thị trường tiếp tục giảm sâu hơn với áp lực bán tăng dần. VN Index đã có lúc rớt hơn 10 điểm trong tâm lý hoang mang của nhà đầu tư. Một loạt cổ phiếu vốn hóa lớn trượt dốc mạnh như Vinamilk, Petrolimex và nhóm ngân hàng góp phần tác động tiêu cực đến toàn thị trường. Khép phiên, VN Index mất hơn 9 điểm xuống còn 766,56 điểm, thanh khoản đạt gần 4.300 tỷ đồng, tương đương hơn 210 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Chỉ số HNX Index cũng có phiên rung lắc khá mạnh, lực bán leo thang nhanh chóng đẩy nhiều cổ phiếu chìm trong sắc đỏ. Càng về cuối phiên, chỉ số giảm mạnh dần trong xu thế lo ngại của giới đầu tư. Chốt phiên, HNX Index giảm 1,19% về mốc 100,37 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 110 triệu đơn vị, ứng với gần 970 tỷ đồng. Vào sáng ngày 7 tháng 7 vừa qua, công ty chứng khoán Bản Việt vừa chính thức niêm yết 103 triệu cổ phiếu VCI tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chào sàn với giá tham chiếu là 48.000 đồng một cổ phiếu VCI, ngay lập tức tăng trần khi thị trường chứng khoán mở cửa. Trong lần niêm yết này, chứng khoán Bản Việt đưa ra thị trường 103 triệu cổ phiếu. Đây là loại cổ phiếu phổ thông có mệnh giá niêm yết là 10.000 đồng một cổ phiếu, tổng giá trị niêm yết là 1.032 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu, tỷ lệ cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng sẽ ở mức 43%. Ra mắt sàn HOSE với giá 48.000 đồng một cổ phiếu, VCI ngay lập tức tăng trần khi thị trường chứng khoán mở cửa. Hiện giá cổ phiếu VCI đang giao dịch quanh mức 57.000 đồng một cổ phiếu. Thông tin từ VCSC, nhà đầu tư nước ngoài hiện đang sở hữu khoảng 19% vốn điều lệ công ty. Hiện doanh nghiệp chưa có kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, trước mắt vẫn dừng ở mức 49%. Năm 2017, chứng khoán Bản Việt đạt mục tiêu doanh thu 1.016 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 550 tỷ đồng, cổ tức năm 2017 dự kiến là 1.500 đồng một cổ phiếu. Năm qua, VCSC giữ vị trí số 1 về mảng môi giới nước ngoài và là công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn thứ 3 trên sàn HOSE. Phiên giao dịch đầu tuần của thị trường chứng khoán châu Á chịu ảnh hưởng bởi dữ liệu việc làm của Mỹ và các chỉ số kinh tế của Trung Quốc vừa công bố. Hầu hết các chỉ số chính đều giữ được sắc xanh.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,76%, chỉ số ASX 200 của Úc tăng 0,37%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng nhẹ 0,09%, duy chỉ có chỉ số Shanghai là giảm 0,19%. Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng CPI của quốc gia này trong tháng 6 vừa qua đã tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chỉ số nhà sản xuất PPI cũng tăng 5,5% so với cùng kỳ. Các mức tăng này đều nằm trong dự báo mà Reuters đưa ra trước đó. Đồng đô la Úc vốn nhạy cảm với dữ liệu kinh tế của Trung Quốc, phần lớn lại không bị ảnh hưởng bởi các thông tin trên. Tại Nhật Bản, số lượng các đơn hàng máy móc thiết bị cơ bản trong tháng 5 đã giảm 3,6%, thấp hơn so với dự báo của Reuters đưa ra trước đó là tăng 1,7%. Giá đồng yên trong phiên giao dịch ngày đầu tuần cũng giảm nhẹ, giao dịch ở mức 114,14 yên đổi 1 đô la Mỹ. Sự suy yếu của đồng yên chỉ tác động sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thực hiện nghiệp vụ mua trái phiếu khẩn cấp trong một nỗ lực nhằm kiềm hãm lãi suất trái phiếu dài hạn vào hôm cuối tuần trước. Về thông tin từ các công ty, cổ phiếu của công ty phát triển khách sạn Wanda của Hồng Kông đã tăng tới 155% sau thông tin công ty này đã bán 76 khách sạn và 13 dự án du lịch văn hóa cho Sunac, một nhà phát triển bất động sản tại Thiên Tân, với giá 63,18 tỷ nhân dân tệ, tương đương 9,29 tỷ đô la Mỹ. Trên thị trường tiền tệ, phiên đầu tuần giá dầu có xu hướng tăng, giá dầu thô Brent tăng 0,83% lên mức 47,1 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Tây Texas tăng 0,86%, giao dịch ở mức 44,61 đô la Mỹ một thùng. Vâng, thưa quý vị, Phố Wall kết thúc phiên giao dịch ngày cuối tuần 7 tháng 7 với sắc xanh bao phủ cả 3 chỉ số chính. Bộ Lao động Mỹ vừa công bố báo cáo việc làm tháng 6 với số liệu việc làm mới được tạo ra cao hơn dự kiến. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,44%, chỉ số Standard & Poor's 500 tăng 0,64%, còn chỉ số Nasdaq thì tăng hơn 1%. Chỉ số Standard & Poor's 500 đã có mức tăng điểm tốt nhất trong 6 phiên liên tiếp nhờ báo cáo việc làm tháng 6 vừa công bố đã khiến cho nhà đầu tư tự tin hơn vào sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Cuối tuần qua, Bộ Lao động Mỹ cũng đã công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp trong tháng 6. Theo đó, trong tháng 6 vừa qua, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra khoảng 222.000 việc làm, cao hơn so với con số 179.000 việc làm mà Reuters đã dự báo trước đó. Cũng trong tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã tăng 0,1% so với tháng 5, chạm mức 4,4%. Trong khi đó, mức tăng trưởng tiền lương chỉ đạt 0,2%. Với những thông tin về việc làm vừa công bố, theo khảo sát của Reuters, hiện khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 của Fed đang ở mức 48,9%. Cũng trong tuần này, các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của các ngân hàng lớn như Citigroup, Wells Fargo hay JP Morgan Chase. Còn bây giờ tiếp tục đồng hành cùng với bản tin FBNC tối nay, Minh Vi xin mời quý vị đến với những nội dung nổi bật ở phần cuối cùng. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức cấp phép xây dựng tạm cho người dân trong quy hoạch treo. Savills Việt Nam nhận định giao dịch căn hộ hạng C tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh trong quý 2 2017.